Mình xin chào các bạn nha. Hôm nay mình có nấu món sườn heo nằm hầm cay kiểu Hàn Quốc đó các bạn. Tại này mình chế ra món ăn cho gia đình của mình ăn, thay đổi khẩu vị đó, cho nó đỡ ngán đó. Mình hầm món này nè. Món này ăn cũng rất là ngon luôn các bạn. Mình ăn với bún hay bánh mì hay là miếng gì cũng đều được nha. Ăn với cơm cũng ngon lắm luôn á các bạn. Rồi nếu như các bạn có thấy thích thì cùng vào bếp nấu món này với mình nha. Để làm món sườn hầm cay thì mình có mua được 1 kg sườn. Rồi về mình rửa nước muối chanh thật là sạch, rồi mình để cho ráo nước. Rồi bên đây mình có cà gót nè, 2 củ cà gót, 3 củ khoai tây, củ lớn nha các bạn. Tại mình thích ăn khoai tây nhiều nên mình làm nhiều. Ở đây thì mình có củ hành tây, tỏi đây. Rồi phần gia vị chút nữa mình chia sẻ sau nha, lúc mình ướp thì mình chia sẻ sau. Rồi bây giờ mình sẽ cho thịt vào cái nồi này để mình ướp luôn nha các bạn. Kế tiếp mình sẽ cho cà gót, khoai tây vào luôn, củ hành tây và tỏi mình cho vào luôn. Bây giờ bắt đầu mình ướp gia vị luôn nha. Mình cho vào đây nha, 2 muỗng dung đường cát, 1/2 muỗng ăn canh hạt nêm, khoảng 1/2 muỗng cà phê muối. Tiếp theo mình sẽ cho ớt bột vào nha. Tiếp theo mình sẽ cho 2 muỗng ớt bột vào, 2 muỗng canh đó các bạn, để nó lên cái màu đỏ đẹp lắm. Hũ này là tương ớt. Tiếp theo mình sẽ cho 2 muỗng canh tương ớt. Lấy muỗng đường quàng nó xuống. Mình ướp vào đây 3 muỗng ăn canh nước tương. Món này thường mình nấu với gà các bạn, nhưng mà hôm nay mình nấu thử với sườn ăn cho nó ngon. Vậy rồi mình trộn đều lên, nha các bạn, trộn đều cho nó thấm gia vị. Cái này mình ướp rồi mình để qua đêm, qua hôm sau nó thấm đều, nó đậm đà, nó ngon hơn đó các bạn. Cái này mình ướp buổi tối vậy nè, sáng mai mình nấu cũng mau lắm. Các bạn cứ gấp nấu thì mình ướp 1 tiếng là mình nấu được rồi. Mình cho vào 1 muỗng ăn canh rượu nữa nha các bạn, để cho thịt của mình nó thơm, nó không có bị tanh đó các bạn. Rồi mình đảo đều thịt lên cho nó thấm rượu nha. Rồi bây giờ ướp xong rồi mình sẽ bao cái màng bọc lại rồi mình đem để vào tủ lạnh. Rồi mình mới vừa bao cái màng bọc lại xong rồi bây giờ mình đậy nắp lại rồi mình đem vô tủ lạnh mình để nha. Qua hôm sau mình nấu rồi mình quay lại cho các bạn cùng xem nha. Sáng hôm sau rồi mình đem cái nồi này ra để mình nấu nè các bạn. Mình tháo màng bọc. Mình để như vậy mình bắt lửa lên mình nấu luôn nha các bạn. Đảo lên. Này mình ướp nó cũng ra nước rồi các bạn ơi. Vậy là mình bắt lên nấu thôi chứ mình không có cháy nữa. Các bạn mà có thích ăn dầu mà dầu á thì để vô 1 miếng dầu mè nữa là được. Rồi mình đậy nắp lại mình nấu tiếp. Mình bắt lên mình nấu nãy giờ cái sườn cũng săn rồi nè các bạn. Cũng rút gia vị rồi, bây giờ mình cho nước vào để mình nấu luôn.
Nếu như các bạn ăn với miến hoặc hủ tiếu thì mình để nó nhìn lên, mình chan lên mình ăn giống như hủ tiếu bò kho vậy đó các bạn. Còn mình ăn với cơm hoặc bánh mì thì mình đổ nước dừa thôi nha. Rồi bây giờ mình đậy nắp lại, mình nấu từ từ. Mình nấu nãy giờ cũng lâu rồi các bạn. Để mình thử cái sườn này nó mềm chưa nha. Rồi mình ghim thử sườn của mình mềm rồi các bạn ơi. Tiếp theo á mình nêm luôn nha, nêm gia vị thêm nữa. Bây giờ mình cho thêm cái nấm đông cô này vào nữa nè các bạn. Nấm này mình đã luộc sơ rồi. Mình bóp nước muối thật là kỹ, hai ba nước cho các bạn. Rồi mình chờ cái nấm này chín á. Rồi mình nêm. Rồi bây giờ mình nêm lại cái nồi xương hầm của mình lại nha. Một ít muối. Khoảng một muỗng cà phê hạt nêm nữa. Một muỗng ăn canh đường cát. Mình nêm vào đây hai muỗng nước tương nữa nha các bạn. Một muỗng. Hai muỗng. Mình cho vào đây một muỗng ăn canh tương ớt nữa nha các bạn. Món này thơm ngon hấp dẫn cũng nhờ cái tương ớt nữa đó các bạn. Để mình nêm lại rồi vừa ăn chưa nha. Rồi mình nêm lại vừa ăn ngon lắm các bạn ơi. Cay cay ngọt ngọt. Mùi của khoai á các bạn. Khoai tây á có mùi nó bùi bùi ngon lắm. Rồi các bạn có thích để dầu mè thì mình để vô, khi mà tắt bếp để vô miếng dầu mè nha. Với lại hành bơ gô á các bạn, con trai mình nó không có chịu để hành nên mình không có để. Rồi thơm ngon lắm luôn các bạn ơi. Rồi mình nêm theo khẩu vị của mình nha các bạn. Mình nấu cho nó có nước như vậy nè, rồi mình chấm bánh mì ăn ngon lắm các bạn. Các bạn ăn với cơm hay là miến á. Miến á mình trụng xong cái mình để cái này vô ăn ngon lắm luôn. Chút nữa mình ăn với bánh mì. Rồi nồi sườn hầm cay của mình đến đây đã xong rồi. Mình xin kết thúc video tại đây luôn nha các bạn. Chúc các bạn nấu thật nhiều món ngon cho gia đình của mình dùng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn video kỳ sau.